Chào mừng quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Và lời nói đầu tiên thì thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn và thành công trong tháng 12 âm lịch này. Quý vị thân mến, qua việc xem tử vi cho tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thì sẽ giúp cho quý vị nắm được vận hạn trong tháng 12 âm lịch của mình về các phương diện tài chính, công danh, gia đạo và sức khỏe. Qua đó thì quý vị sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất và đầy đủ nhất để có thể có được may mắn và tài lộc cho công việc hanh thông trong tháng 12. Qua chương trình tử vi ngày hôm nay thì thầy Gia Cát cũng đưa ra cho quý vị và các bạn những phương pháp hóa giải giúp cho con đường tài lộc và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi phần luận giải tử vi chi tiết cho những người sinh năm 1960 Canh Tý trong tháng 12 âm lịch này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người sinh vào năm Canh Tý năm 1960 có ngũ hành bản mệnh là Bích Thượng Thổ, đất trên vách. Thiên định, người tuổi Canh Tý bản tính hiền lành, chất phát, được mọi người yêu mến, quý trọng. Tuổi Canh Tý thông minh, thành thạo nhiều thứ và trí thú. Họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ, của cải chưa có nhưng về sau lại giàu sang, cha mẹ cũng được phần nhờ vả. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất và khi gặp tình huống nguy hiểm thì họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt. Khi tuổi Canh Tý đã ưu ái ai thì chắc chắn người đó sẽ được họ đánh giá cao. Đặc điểm của tuổi này, nam và nữ đều rất tiết kiệm, họ có của nhưng không sử dụng bừa bãi. Xem tử vi tháng 12 năm 2021 âm lịch cho gia chủ tuổi Canh Tý, vận trình sự nghiệp, nếu trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phát triển thêm về phương diện khác mà gặp phải khó khăn thì chớ nên nản chí, cần phải kiên trì thì mới có được thành công. Nên hướng phát triển ra ngoài, nếu gặp khó khăn thì có thể xin trợ giúp của anh em bạn bè, nếu có thể tìm được người cùng chí hướng thì vẫn có thể tích hợp làm ăn. Canh Dương Kim gặp Tân Âm Kim nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Canh Tý trong tháng này thì nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý, giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình cũng như là các mối quan hệ bạn nhé. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Quý vị thân mến, trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Tý sẽ cần phải cẩn trọng đường công danh sự nghiệp, nhất là các gia chủ đang theo đường quan vận càng cần chú trọng hơn. Cần phải để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Tháng này, bạn có thể sẽ có những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tiến tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho các dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất. Gia chủ Canh Tý sẽ gặp nhiều may mắn và có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Những người hoạt động kinh doanh sẽ có cơ hội hợp tác với nhiều đối tác tốt, mở rộng thị trường. Người làm công tác tại các cơ quan sẽ lập được công lao, thăng tiến và được khen thưởng. Tuy vậy, nếu như gia chủ tuổi Canh Tý không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu trước đó bị đổ sông đổ bể thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình, đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021 dịp cuối năm, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn thì điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó thì tài lộc kéo về ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tay tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tuổi Canh Tý tháng 12 âm lịch, đây là tháng có bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao. Thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ phải có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện được phần nào trong cuộc sống của mình, nhưng cũng cần phải chi tiêu tiết kiệm khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như là chuyển nhà, mời khách hay xui hơn đó là vi phạm luật giao thông. Bạn cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của mọi người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi, không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay là tiền của bạn thì tốt nhất là hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rước tay tiếng vào bản thân mình.
Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng 12 âm lịch, người tuổi Canh Tý tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn, không gặp ốm đau, đáng lo ngại. Phong thủy Gia Cát nhắc nhở tuổi Canh Tý cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt, bạn có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể trên vai, gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến cho bạn không thể nào có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng. Nên vậy, gia chủ Canh Tý sinh năm 1960, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 12 năm 2021, gia đạo tình duyên tuổi Canh Tý không lý tưởng trong tháng này. Người đã lập gia đình thường xuyên mâu thuẫn với nửa kia về cả những công việc trong cuộc sống và trong sự nghiệp. Đôi bên đều cần phải tiết chế và không nên quá cứng đầu, cứng cổ, khăng khăng làm theo ý muốn cá nhân, khiến cho tình cảm đôi bên dần lạnh nhạt. Người sống độc thân hoặc là đơn thân không nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới và chính bản thân cũng thường xuyên ở thế bị động nên khó có thể tìm ra một nửa phù hợp với mình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Canh Tý, năm Canh Tý. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Canh Tý có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục. Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Canh Tý sinh năm 1960, trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch 3 tháng 12 năm 2021, tức ngày 5 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 12 năm 2021, tức ngày 17 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 12 năm 2021, tức ngày 29 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chỉ chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá trán. Các ngày tốt lành đối với người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 12 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, ngày âm lịch ngày 10 tháng 12 năm 2021, tức ngày 12 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 12 năm 2021, tức ngày 24 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng, để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc là những vấn đề nhỏ trong gia đình thì bạn tiến hành vào những ngày này đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi, vân vân. Để chọn được ngày đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của mình, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiện đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, các gia chủ tuổi Canh Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Canh Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã theo dõi nội dung chi tiết của chúng tôi. Chúc quý vị luôn gặp may mắn và thành công. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 12 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết. Qua đó thì quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong tháng 12 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin kính chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn và thành công cũng như là bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.